Hello, welcome to Stratcher Immortal Smart Key. Với ngay con Nuki này. À, làm yên với tôi rồi. Cái game này chúng ta chơi rất là khó luôn. Đấy. Chính là chơi hệ bom này an toàn nhé. Cái nhà bom này. Ủa hết chưa? Màn này rộng á. To nhất màn hình. Kéo tên nào dùm bộ. Chị chúng mình có con bot này. Dân. Chơi cái màn đầu tiên này đi, màn này có con chim. Thì mình sẽ đi ăn trứng thả đây này. Trứng này. Trứng này nhiều này mà không nhận được. Không, màn này quay dễ đấy. Không gặp bot đâu.
nghe đi, con chim ấy. Con chim nó đuổi kìa. Một quả nữa. Wow, tuyệt vời. We are in battle. Yes. Kiếm xét định tải trên bản mod game này không có. Chiến đấu này, sống sinh tồn này, nhưng đứng một chỗ thì bắn chết này khá là nhiều luôn này.
alphabet. Tay này, tay quỷ. Chú chấm đi. Game này nhạc nhiều quá. Ô, lại có cái bàn tay khác nhỉ. Dưới quán ấy. Chậm quá. Game này update xong chậm quá. Đấm. Mày. What? Đã có vũ khí. Tôi đi tích men. Ok. Wait. Cái ván trượt này nó trượt bay này. Nắm đấm à, cái này nắm đấm này. Đâu đối thủ đâu. Chả đánh thắng. Bụi sát thương. Vũ khí mình đam to quá, sao đấm chết luôn rồi. Vậy mạnh ấy nhỉ? Mạnh thật. Chúng ta chơi màu hết. Ôi giời, vào game. Ta được cho cái màu nâu xấu quá. Bro.
Listen. Đi vào đây. À, mình cầm 3 khối. Một khối nó nhào đây.